Thắm, em lên văn phòng cho ban giám đốc cần gặp kìa. Có chuyện gì hả chị? Thì em lên đi rồi biết, mọi người đang chờ em ở chợ đó. Dạ. Em lên nhanh đi nha. Gì ta? Tôi chỉ làm giùm em nha. Mời vào. Dạ. Cô ngồi đi. Đây là Khánh, người mà tôi và chị Tuyết đã đề xuất với mọi người. Trong thời gian qua, em làm việc rất là tốt và có năng lực, nên công ty đã quyết định nâng bậc lương cho em và giao cho em đảm nhiệm vai trò tổ phó kể từ ngày hôm nay. Dạ, em rất là vui và em cảm ơn mọi người. Nhưng mà em sợ khả năng của mình làm không có nổi. Em đừng có lo, mọi người ai cũng ủng hộ em hết và sẽ giúp đỡ cho em. Nhưng trước giờ em... Sắp tới xí nghiệp của ta sẽ tuyển thêm rất nhiều người. Tôi mong cô Khánh hãy cố gắng giúp chị Tuyết phát triển chuyện sản xuất cho tốt và chuẩn bị cho đợt tung sản phẩm lần này. Tôi tin là cô sẽ làm được. Dạ. Chiều nay anh sẽ họp tổ công bố với mọi người. Còn công việc thì chị Tuyết sẽ hướng dẫn cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn mọi người đã tin tưởng ở em. Chị Hường ơi, xong việc rồi em về nha chị. Ừ. Em về nha chị. Kha. Trông mặt quá. Ủa, chị Hường, chị có sao không? Kha ngồi xuống đây với Hường đi. Mấy ngày qua Hường cố tình ra vẻ quan tâm với Tèo, mà sao không thấy Kha phản ứng gì hết vậy? Chị nói vậy là sao? Em không hiểu. Chẳng lẽ tình cảm của Hường dành cho Kha bấy lâu nay mà Kha không hiểu sao? Nè, Hường nói thiệt, của cải của Hường không có thiếu, chỉ thiếu tình cảm thôi. Nếu Kha chấp nhận thì từ đây Kha sẽ làm ông chủ ở đây, khỏi phải đi làm công cho người ta, làm chi cho mệt. Tôi xin lỗi chị, chuyện này tôi không thể. Trước giờ tôi rất tôn trọng chị, nhưng mà sự việc đã tới nước này, chắc tôi không làm việc ở đây được nữa. Tôi chắc hôm nay tôi xin nghỉ việc luôn. Kha, Kha nên suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi thật lòng thích Kha mà. Với lại tuổi tác của mình cũng đâu có chênh lệch nhau quá nhiều. Nè, bộ Kha sợ mọi người dị nghị phải không? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm với chị. Thôi, tôi đi về, từ mai tôi không tới làm nữa đâu. Nè, sao mà Kha kiên quyết quá vậy? Kha nên biết bây giờ kiếm việc làm khó lắm nghe. Kha nên suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy trả lời cho Hường. Từ mai tôi sẽ nghỉ việc luôn, chị tìm người khác đi. Lâu lắm rồi không đi coi phim, bữa nào mình đi coi nha. Em cũng muốn đi xem nữa. Lâu lắm rồi, em không có được đi coi phim gì hết. Đi mỏi chân cho em. Hay là mình qua đó ngồi đi. Em à, anh thấy có nhiều chuyện tình trên phim, nhưng mà không có chuyện tình nào đẹp bằng chuyện tình anh với em hết. Vậy còn anh Thuấn chứ còn Khánh thì sao? Không phải ước ác hơn tụi mình hả? Chàng á thì phải nhập viện vì nàng, còn nàng á suýt chút nữa là bị bán qua biên giới luôn á.
em chưa thấy chuyện tình nào mà như vậy luôn á. Nhưng mà người ta thì trải qua sóng gió mới hiểu nhau, còn mình không cần sóng gió mà cũng hiểu ra hết chứ bộ. Bộ mình không có sóng gió hả? Thì cũng có chút chút, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thơm à, chừng này em mới đưa anh về giới thiệu gia đình em vậy. Không được đâu, em ngại lắm. Sao vậy em? Mình quen nhau cũng lâu rồi mà. Vậy anh muốn em giới thiệu anh là gì? Thì giới thiệu anh là gì ta? Trông sắp cưới được không? Cái ui anh dạ. Này kỳ cục quá. Ui dạ. Quá. Anh có sao không? Xoa dịu đi, xoa dịu vết thương lòng đi. Không. Phải chi con nụ nó cũng tìm được một người yêu nó thật lòng ha. Em à, em đừng có lo. Anh tin rồi đây, nụ cũng sẽ tìm được hạnh phúc mà. Đúng là anh và mọi người không có tiền cho em, nhưng mà tụi anh có tấm lòng dành cho em. Anh có bờ vai để cho em nương tựa những lúc khốn khó đau khổ. Nghe lời anh, về đi em. Ê, tụi bay biết tin gì chưa? Con Trâm nó chết rồi đó. Con Trâm nào? Thì con nhỏ hay giành khách với tụi mình nè. Mày từng cãi lộn với nó mà quên rồi hả? À, thì ra là con nhỏ đó hả? Hèn gì không thấy nó tới đây nữa. Chắc á, sau lần gây lộn với tao á, nó chuyển qua địa bàn khác luôn rồi. Ủa, mà sao nó chết vậy mày? Bộ nó mắc bệnh gì hả? Chứ mày nghĩ làm cái nghề như tụi mình á, thì sao mà chết? Nó không cẩn thận cho nên bị nhiễm HIV chứ sao? Tội nghiệp, nó chết rồi không biết ai sẽ lo cho má nó đây. Tao nghe nói bà bệnh liên miên mà nhà chỉ có hai má con thôi. Chắc cũng cùng đường nên nó mới phải ra đây. Ai ngờ. Nụ ơi, sao con bỏ má đi vậy hả? Con đi rồi, má biết sống với ai đây? Con chị ơi. Con ơi. Chị hai ơi, chị hai. Con ơi con. Chị hai ơi. Chị hai. Chết. Đứng lại, đứng lại. Đứng chạy. Đứng lại. Mấy cô kia đứng lại. Mời các cô theo chúng tôi về phường giải quyết. Chúng tôi về đâu? Lẹ lên. Chống cự hả? Đi. Ngủ hả chị? Sao? Chuyện gì vậy? Cái khúc đầu hay khúc đuôi đây? Mà thôi, cái khúc giữa nghe đi. Con nhỏ này, em học ai vậy? Hôm nay đi chơi với người yêu mà. Bộ có chuyện gì hả? Chị cũng không biết nữa. Mỗi lần hạnh phúc bên anh Nhân á, chị nhớ tới nụ. Không biết bây giờ nó làm sao. Chị lo quá. Anh Tuấn hứa với em là sẽ xin việc cho chị nụ rồi, nhưng mà sợ chị không chịu về sống chung với tụi mình thôi. Ai vậy? Ai mà giờ này tới tìm mình vậy? Không biết nữa.
Thôi chị đừng có ra, bọn mình gái không à, có gì thì sao. Để chị ra coi ai. Em đứng phía sau yểm trợ cho chị nha. Chửi chị. Khoan đã, chờ em. Chờ em vô lấy cái chày đó. Biết rồi. Trời đất mày hả nụ. Chị. Tao không biết phải đi đâu nữa hết. Nên tao. Mày đừng có nói gì nữa hết á. Mày về tới nhà là tao yên tâm lắm rồi. Tao sợ lắm Thơm ơi. Tao mà có chuyện gì, chắc mẹ với em tao không có sống nổi đâu. Có chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì á, từ từ kể cho tao nghe đi. Mày biết nghĩ tới gia đình á là tốt lắm rồi. Hứa với tao đi, đừng có bỏ đi nữa nghe. Phải đó chị nụ, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Anh Thuân nói với em chuyện của em đang thiếu người nên cần tuyển thêm á. Chị làm hồ sơ đi, anh sẽ giúp cho chị vô làm chung với tụi em mà. Chiều giờ mà ăn cái gì chưa? Có đói không? Nấu cái gì mà ăn nha. Hay để em nấu cái gì đó cho chị ăn nha. Ừ, nấu món sở trường của em đi. Tự nhiên giờ chị cũng thấy đói nữa nè. Em chỉ nấu mì cho chị nụ ăn thôi, không có nấu cho chị. Chị giảm ăn đi, phát phì ra một cái hả? Anh Nhân anh chê chị vợ. Nhỏ này làm như chị mập lắm vậy. Em nói chơi thôi. Ba tô phải không? Ừ. Chờ em tí nha. Ai nói phải nấu 4 tô mới đủ? Trời gì vậy? Tưởng em ngủ khì vậy, không biết ăn mì gói hả? Ăn một mình vậy không có được đâu nha. Sợ cô luôn á. Công nhận bà bầu ăn dữ thiệt ta. Chị ơi, cho em hỏi có tiền nhân viên không chị? Cảm ơn chị. Dạ, chú cho con hỏi, ở đây có tuyển thêm người làm không chú? Ở đây đã đủ người rồi, không cần đâu. Dạ, cảm ơn chú. Ừ. Anh ơi, cho tôi hỏi ở đây có tuyển nhân viên giao hàng nữa không anh? Ủa, anh Kha. Ủa, đây là cửa hàng của gia đình anh hả? Dạ, đúng rồi anh. Anh ngồi đi. Hai đứa ra, anh có tin mừng nè. Tin mừng gì vậy anh? Hồi sáng này á, Nhân gọi điện cho anh nói Nhân đã xin cho anh vào làm nhân viên giao hàng cho má của Nhân rồi. Ủa, vậy còn tiệm gạo thì sao anh? Thật ra thì anh cũng không thích làm ở đó, nên mới nhờ anh Nhân xin giùm ở chỗ của má anh Nhân. Sắp tới anh nghỉ ở đó luôn. Em biết rồi, chắc là bà chủ quấy rối nhiều quá, anh sợ anh nghỉ chứ gì. Vậy chúc mừng anh Kha có việc làm mới nha. Có được công việc ổn định rồi, anh sẽ phụ với em lo cho đứa nhỏ. Anh hai thương em quá. Vậy mà em... Thôi, nhỏ này, em đừng có như vậy. Lo cho em á là chuyện anh phải làm mà. Mai mốt em sinh em bé xong, em cũng sẽ xin vô làm công nhân, giống như mấy anh chị vậy nè, để có tiền lo cho con. Vậy cũng được.
Nhưng mà em phải giữ sức khỏe đó. Dạ. Con Nụ nè, em dạ. có định đi làm ở đâu chưa? Chứ ở nhà thấy cũng buồn lắm hả? À, dạ, Khánh nói sẽ nhờ anh Thuấn xin giùm em rồi ạ. Em đừng có lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Thôi hai đứa vào nhà nghỉ đi, anh đi làm nghe. Dạ. Em đó, lo ăn uống nhiều vô. Anh đi nha. Dạ. Dạo này công việc có bộ vất vả hơn chị ha. Ừ, đúng rồi. Thì khâu nào cũng vậy, chứ có riêng gì tổ mình đâu. Sản phẩm của công ty mình á, bán ở tất cả các tỉnh mà. Có tiếng về chất lượng á, nói sao không sản xuất nhiều cho được. Thì em thấy đó, chất lượng ngon mà bao bì cũng đẹp nữa. Tiêu thụ trong cả nước luôn, chứ nói gì ở tỉnh. Thì cả nước như vậy mình cũng hãnh diện chứ bộ. Em làm gì mà hãnh diện dữ vậy? Ừ thì là công nhân của công ty, không được sao? Công ty đẩy mạnh sản xuất, lương được nâng lên, đời sống công nhân tụi mình cũng được cải thiện luôn, đúng không chị? Tất nhiên rồi, như vậy á mới đủ tiền cưới chồng đúng không? Hay quá. Em vẫn chưa thể chấp nhận ba em sao Khánh? Chị thấy tội nghiệp cho ổng quá à. Ổng không có dám tới gần em. Ổng sợ em nghỉ làm ở đây rồi không có được gặp em nữa đó. Khánh à, ba em thật sự là một người rất tốt đó. Vĩnh Đồng đã không chơi quá khứ của anh mà tin tưởng nhận anh vào làm, nên anh mới được như bây giờ. Em đừng nghĩ tới chuyện của ba má rồi lạnh lùng với ông nữa. Anh thấy tội cho ông lắm. Em cũng hiểu điều đó chứ. Nhưng có lẽ em cần thêm thời gian. Thôi được, em có thêm thời gian suy nghĩ cũng tốt. Thời gian sẽ giúp chúng ta xóa bỏ những chuyện buồn và mang đến những điều tốt đẹp, phải không em? Ừ. Thôi, em làm việc tiếp đi, anh lên văn phòng đây. Dạ. Đây, của chị nè. Dạ. Điền ra đi em. Dạ đây. Dạ, chị lấy gì dạ, chị? Ờ, dạ. Dạ. Dạ của chị dạ, nè. Dạ cho em gửi. Dạ. Ờ, dạ. Lấy thùng mì dạ, đi. Dạ, thùng dạ. Mì đây. À, à, dạ, hai dạ, thùng, hai thùng. Dạ, thùng nha. Dạ. Dạ, dạ đây nè chị. Nè. Của anh nè. Dạ, của anh nè. Thùng này nữa nè anh. Dạ. Khánh, gặp con dì mừng lắm. Dì ạ, dì có khỏe không? Sao con thấy dì ốm quá vậy? Không sao đâu. Ở trong này dì lớn tuổi nên mọi người cũng tử tế lắm. Công việc sao rồi con, hả?
Con được lên làm tổ trưởng của chuyện con rồi đó. Con giỏi lắm. Dù gì cũng là dòng giống của cha con mà. Con giỏi lắm. Thực ra là tại vì thấy con làm việc chu đáo cho nên mọi người mới bầu chọn con, chứ không phải vì ổng là ba của con đâu. Khánh à, trong thời gian ở đây dì suy nghĩ rất nhiều. Dì biết tội giết người của dì, rồi cả tội tống tiền nữa. Không biết dì có được ra sớm không. Dì thấy lương tâm cắn rứt lắm. Dì không muốn con phải buồn nữa. Chính vì thù hận mà dì phải trả giá. Dì không muốn con giống như dì đâu. Khánh, con nhận ba ruột của con đi, cho má con vui. Dì có một điều muốn nói với con. Dì xin lỗi con. Lâu nay dì không lo lắng gì cho con được hết. Không, chính con mới phải cảm ơn dì. Nhờ có dì mà con mới khôn lớn như ngày hôm nay. Dì không chỉ là dì mà còn là má của con nữa. Con rất là biết ơn dì. Dì thương con lắm. Đã hết giờ thăm nuôi thưa cô, mời. Dì ráng cải tạo cho tốt để về với con nha dì. Con thương dì lắm. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. Ừ, dì đi vô nha. Ừ, nè nè nè. Con của má ngoan quá nha. Dễ thương nè. Nè nè nè. Nè nè nè. Dễ thương quá. Ôi, để cho má nụ ẩm con cái nè. Ôi, 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 trời ơi, con của má ngoan quá à. Ồ, chắc nó đói rồi đây nè. Ồ. Ừ. Mai mà hôm nay chị nụ làm ca chiều á, chứ một mình em ở nhà không biết xoay sở sao nữa. Em hay thiệt đó. Em coi mà học hỏi chị nụ kìa. Coi nụ bồng đứa bé khéo chưa. Còn em là má mà chả biết làm cái gì hết. Tại em mới sinh con lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Phải không chị nụ? Em chỉ giỏi chống chế thôi. Chị nụ á sinh con hồi nào đâu. Đó mà thấy không, bế đứa bé đó. Đó coi kìa, coi kìa. Đó, chuyên nghiệp ghê không. Không biết cái tại gì hết. Tại chị nụ có năng khiếu là mẹ bẩm sinh mà. Ai mà lấy được chị nụ là coi như có được một người vợ, một người mẹ. Hết sảy con bà bảy luôn nha. À, cái con này ai mà thèm lấy chị chứ. Tại chị không biết thôi. Có người thèm nhỏ dãi ra luôn mà chưa dám nói đó. Kìa, nhỏ này. Mày nghe, liệu hồn á. Ủa, ai nói với anh đâu. Tự nhiên có tật rụt rịch hả? Rụt rịch gì? Nín. Thôi thôi, em sợ hai anh chị rồi. Ê, cho con. Để cho cậu ẩm chút coi. Ê. Cậu biết ẩm hôm đó. Trời, dễ ợt. Hôm trước á, nụ có chỉ anh rồi, phải không nụ? Trời ơi, người ngoài mà người ta nhìn vô cái cảnh này á, chắc tưởng đâu hai vợ chồng mới đẻ một đứa con đó nha, chứ không phải là con tôi. Thì có sao đâu, người ta nghĩ gì á thì kệ họ.
Miễn mình có gì là được rồi, phải không nụ? Coi nè, coi nè. Thấy anh giỏi chưa? Đông đủ quá. Con kinh đâu rồi? Con ngoan rồi nè. Ẩm từ từ nha. Tôi cưng lắm á. Sáng giờ nó quậy quá. Mai mà có chị nụ với anh Kha ở nhà phụ em một tay vậy hả? Đi làm về mệt mà nựng nó là hết mệt liền à. Vậy thì xin một đứa đi, chứ ai cho hưởng ké hoài. Mấy chuyện này phải hỏi anh Thuấn mới được. Chứ sao lại hỏi con Khánh? Sao lại hỏi anh Thuấn? Thì phải hỏi chứ. Hỏi khi nào mà ảnh cưới á. Thì đúng rồi, lớn rồi, em không lo lấy chồng á, coi chừng ế à. Trời ơi, giờ tới anh cũng chọc em nữa hả? Lâu lắm rồi tụi mình không đi đâu hết. Hay là cuối tuần này tụi mình đi chơi ở đâu đi? Mẹ nè, mẹ nè. Cuối tuần hả? Em sợ là không có được đâu á. Cùng một lúc á mà thiếu hết ba đứa thì ai sẽ coi chuyện? Ôi, lo gì? Nói con Khánh á, xin ba nó một tiếng là được chứ gì. Ba nó thương nó giúp mẹ. Được không? Trả lời đi. Để đó, em xin ba thử coi sao. Giám đốc mà biết á hả, em kêu ổng bằng ba, ổng vui lắm á. Nhiều khi á, ổng cho nghỉ một tháng nữa. Thôi mấy anh chị đi chơi đi. Em ở nhà chăm thằng Cubin, nó còn nhỏ quá không đi đâu được hết. Em ở nhà vậy á, em có buồn không? Có nó là em vui rồi. Trinh bây giờ chững chạc hơn hẳn. Ra dáng mẹ hiền lắm nha. Nhưng mà phải rủ thêm anh Thuấn đi nữa mới vui. Trời ơi là trời. Cái gì nữa đây? Không có rủ đâu. Đi á không có ảnh rồi buồn. Ngồi đó khóc hu hu thì đừng có nói à nha. Ai thèm khóc. Chị Khánh chỉ nói vậy thôi chứ từ ngày má anh Thuấn lên đây ở á, không biết ai tuần nào cũng xuống ăn cơm với má ảnh vậy ta. Kiểu này coi bộ chắc phải cứ gấp rồi. Nè, mọi người để dành tiền đi là vừa rồi nha. Nhỏ này. Hay quá. Em à, dạo này tình hình ở công ty đã ổn định nhiều rồi. Anh rất vui khi sản phẩm của công ty mình được phân phối khắp cả nước. Nhưng không có em bên cạnh, anh thấy niềm vui đó không được trọn vẹn. Gần 20 năm qua, anh cứ nghĩ đã giấu em được mọi chuyện. Nhưng không ngờ em đã biết tất cả. Cả em và Thúy, hai người phụ nữ yêu anh, điều gì anh mà chịu khổ. Anh thấy mình thật có lỗi. Anh mong em được yên nghỉ và tha thứ cho anh mọi lỗi lầm. Em, em mới đi vô trại thăm dì em á. Vậy chị có khỏe không em? Dạ khỏe. Tâm trạng của dì có vẻ tốt hơn trước rất là nhiều. Dì khuyên em nên tha thứ cho ba. Khánh à, thời gian qua cũng lâu rồi, chẳng lẽ em chưa hết giận ba em sao? Nhiều lúc á, thấy ba em từ xa đứng nhìn em mà không dám lại gần. Anh nghĩ
chắc là bác buồn lắm. Từ lúc cô Hạnh mất, thấy ba ngày đêm một mình lo cho xí nghiệp, em cũng thấy thương ba lắm. Em cũng muốn đỡ đần cho ba phần nào, nhưng mà không hiểu sao em không có can đảm để làm việc đó nè. Vậy thì để nói cho ba em biết cảm giác và suy nghĩ của em nghe. Rõ ràng em cũng rất lo cho ba em mà cứ cố tình tỏ ra lạnh lùng. Thiệt á, anh cũng không hiểu nổi em nữa. Anh ừ? Hay là tụi mình lên chùa đốt nhang cho cô Hạnh đi. Ừ. 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 Thôi đi giờ luôn đi, đợi em thay đồ nha. Ờ. Ê. Nè, không muốn làm thì nghỉ việc đi, để tôi còn mướn người khác. Thanh niên gì mới làm có một chút là ngủ sao? Dạ, tôi sẽ đi làm liền. Ông đừng đuổi việc tôi nghe ông. Loại người siêng ăn biến làm như anh á, tôi giữ lại làm gì? Tôi đâu có dư tiền lắm đâu. Dạ, tôi xin ông mà, tôi hứa từ nay tôi sẽ chăm chỉ. Ông cũng thông cảm, tại xưa giờ tôi chưa bao giờ làm những việc nặng nhọc này bao giờ, nên không có quen, chứ không phải là tôi làm biến đâu. Tôi cũng có nghe về hoàn cảnh của anh, nhưng giờ má anh chết rồi, không còn ai lo cho anh nữa đâu. Anh nên nhớ, bây giờ mình là kẻ trắng tay, không thể ăn chơi lêu lỏng như trước nữa. Anh phải biết tu tâm dưỡng tánh để làm lại cuộc đời. Chỉ có anh mới cứu được anh thôi. Lớn rồi phải biết tự lo cho mình chứ. Dạ. Làm đi. Tháng sau tụi bay được ra rồi phải không? Ừ. Mày đừng có buồn, tụi tao ra ngoài cố gắng kiếm việc làm, rồi thường xuyên về thăm mày. Tụi tao không bỏ mày đâu. Cảm ơn tụi bay nha. Thấy tụi bay có thể ra ngoài làm lại cuộc đời, tao cũng mừng lắm. Mà dù có thế nào thì tụi mình cũng là bạn tốt của nhau mà. Tao với con Nhi sẽ cố gắng chăm sóc cho mày. Mày yên tâm đi. Lê Thanh Hiền, ra ngoài có người thăm nuôi. Ai vậy chứ? Lâu rồi đâu có ai đến thăm tao đâu. Mày cứ ra đi, ra thử coi ai. Ừ. Hai người có 15 phút. Em ngồi đi. Sao anh lại vào đây thăm em? Anh cũng mắc bệnh giống em rồi. Sao lại như vậy được? Em... Em đừng lo quá. Nói thật, lúc đầu khi biết anh mắc bệnh,
Anh thật sự rất đau lòng vì em đã lây căn bệnh quái ác này cho anh. Nhưng càng hơn em thì anh lại càng nghĩ tới em nhiều hơn. Anh biết anh đã yêu em lâu lắm rồi. Em xin lỗi anh. Lúc đó em thực sự là không biết mình mắc bệnh. Nếu không thì đáng lẽ anh không nên gặp một kẻ không ra gì như em. Em đừng nói như vậy. Cuộc đời của em đã không cho em được quyền lựa chọn. Mà người chủ động tìm đến em là anh mà. Em không làm gì sai hết. Cả đời của em không có gì là may mắn hết. Cho tới khi em gặp được anh, anh đối xử tốt với em. Chỉ tới lúc đó em mới biết được mình vẫn còn hy vọng, vẫn còn muốn thoát khỏi cuộc sống ê chề mà em đang trải qua. Có lẽ cho tới lúc chết em cũng không thể nào quên được những khoảnh khắc ở bên anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Sắp tới anh sẽ rời khỏi thành phố này. Anh đã mua một căn nhà ở Đà Lạt vì anh muốn những năm ở cuối đời được ở một nơi có không khí trong lành mát mẻ, đã được làm những gì mình thích. Vậy em có muốn tới đó không? Vậy đợi khi nào em hết hạn ở trung tâm này, anh sẽ tới đón em nha. Em đã hết giờ rồi, xin mời cô vô trong. Thôi anh về đi, em phải vào rồi. Nhớ nghe em, anh nhất định sẽ tới đón em. Anh anh có chuyện muốn nói với em. Ừ, chuyện gì vậy anh? Anh lớn tuổi rồi, cho nên anh sẽ không có những cử chỉ ngọt ngào như mấy thanh niên cùng trang lứa với em. Nhưng anh yêu em là thiệt lòng. Chuyện này em biết rồi mà. Nhưng còn chuyện này em chưa biết nè. Ừ? Chuyện gì vậy? Làm vợ anh nghe Khánh, mình cưới nhau nghe. Anh làm gì mà gấp dữ vậy? Tại anh xem đổi ý. em còn chưa suy nghĩ nữa mà. Thì em cứ suy nghĩ đi. Khánh, em đồng ý nghe. Không. Hả? Sao vậy? Anh cậu hôn dở quá à. Vậy hả? Ủa, sao thằng Nhân nói với anh đó, làm cách này á, thế nào cũng đồng ý cái rụp. Anh Nhân nói vậy mà anh cũng tin hả? Anh nói cậu hôn ai bao giờ đâu mà biết. À, cái thằng Nhân này, bữa nào gặp anh là chết với anh. Mà anh không biết, cách gì cũng được. Em đã đeo nhẫn của anh rồi, thì bất cứ giá nào em cũng không được tháo ra nghe. Anh ăn gian quá à. Em còn phải suy nghĩ nữa mà. Em còn suy nghĩ gì nữa? À,
thì em suy nghĩ là sẽ xin trên mấy thằng nhóc phải không? Em không chịu đâu, anh nói gì kỳ quá. Không biết, coi như em đồng ý rồi đó nghe. Kiểu này sao giống cưỡng ép quá vậy? Miễn sao là anh cứ được vợ là được rồi. Và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười đau đớn ăn vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào diễn đúng nên đừng lên em hãy sống cho ngày mai. Còn bao nhiêu niềm vui phía trước, vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Dạ, dạ. Anh làm gì vậy? Trời ơi, thì anh muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì cuộc em hãy nhìn trời xanh. Cuộc bà. Bà gã chồng thánh dễ đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền tự. Bà gã trời lon đưa cũng mấy ngàn đô. Mày mình giải quyết được công chuyện gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đứng đây mày nghe hết cái kế hoạch gã chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Mày nhỏ này kìa nghe, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học? Thiệt? Đi kiểu gì vậy hả? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đứng kiểu gì mới đúng. Và con đường phía trước vẫn đợi chờ em khám phá những ước mơ. Đừng muốn nước nhem từ đây. Cái gì vậy? Dạ. Trời, Dũng làm gì vậy Dũng? Tao ăn. Dũng ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.